Wow, chị Zuby ơi, em ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Wow, Khánh Linh ơi, chín rồi này. Bây giờ ui, chị sẽ gắp ra đĩa nha. Chị giống hạn một cái lớp xoáy luôn. Đẹp không? Thơm quá. Vậy là chị đã hoàn thành xong món xúc xích lốc xoáy rồi này. Các bạn ơi, mình vừa đi học về, mình đã mua được một gói bim bim siêu bé tí này. Bây giờ mình sẽ đút vào cặp sách và đi về rồi mình còn ăn. Khánh Linh, đứng lại. Thôi chết, bị phát hiện ra rồi. Em chào đại ca lớp 1A. Làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Em không biết, em đang làm theo anh thôi. Không hiểu anh muốn gì à? Muốn gì anh phải nói chứ, cứ thật thật làm sao mà em hiểu được. Nhìn mặt anh đây này, có thấy chứ? Đang, đấy, bụng, không. Anh đói bụng thì về nhà mà ăn cơm, liên quan gì đến em? Anh không đi ăn cơm, có đồ ăn gì không đưa đây cho anh. Em làm gì có? Anh không tin, đưa cặp sách đây. Anh đừng lục cặp sách em, không có gì đâu. Có hay không, để anh kiểm tra và biết được. Cái gì thế này? Đau quá! Em đã bảo là không có gì rồi mà còn không tin. Trả cặp sách đây cho em về được chưa? Về ngay đi, anh không muốn nhìn thấy mày nữa. Em xin. À, đau quá mẹ ơi, cứu con. Để trước mình có mấy tháng mà suốt ngày mày đặt làm đại ca là còn xưng anh. Hư thật, đúng là đồ không đi học nên mới rốt như vậy. Có mấy cái cặp giấy thôi mà cũng phải sợ. Định lấy đồ ăn của mình á, không dễ đâu. Đây này. Thông minh hơn anh à? Không có cửa đâu, anh xin nhá. Ơ, trả em bim cho em. Tưởng quá rồi chú. Này, đại ca ơi, mai anh có đứng ở đây đâu không? Ngày nào mà anh chả đứng đây, yên tâm. May quá, hôm nay mình sẽ đi đường khác, không đi đường mọi hôm nữa, sẽ không gặp đại ca nữa đâu. Mình xin mãi mẹ mình mới cho tiền để mua xúc xích mà bị đại ca trấn thì phí lắm. Thơm quá, về nhà ăn thôi. Trời ơi, lại là anh à? Gặp anh không vui à? Mà mặt lại nhăn như khỉ thế. Mà này, sao đi học về mà không có cặp sách? Hôm nay là chủ nhật được nghỉ mà, anh không biết à? Anh thì ngày nào mà chẳng là chủ nhật, quan tâm gì? Đúng rồi, anh tóc xoăn, vừa học dốt, vừa hay trốn học để đi chấn đổ, ai cũng ghét các bạn ạ. Kinh thầm gì thế? Em có nói gì đâu, mà tại sao hôm nay anh đứng ở đây, không đứng ở đằng kia nữa à? Nếu anh chuyển chỗ khác thì phải báo cáo em để em tìm đường khác chứ. Khôn nhở, việc gì mà anh phải báo cáo ai? Tất cả đường ở đây đều là của anh, biết chưa? Vâng vâng, em biết rồi, thế em đi về đây. Từ từ đã, trên tay cầm cái gì kia? Đây là xúc xích mà, anh không biết à? Cái này anh ăn suốt rồi. Có gì mà không biết thì có ngon không? Cái này không ngon đâu anh ạ. Không ngon thì đưa đây anh ăn hộ cho. Trả đây cho anh, trả đây. Không ngon mà, thôi đi về đi để anh ăn hộ cho. Không được, nếu vậy anh ăn một nửa thôi, còn cho em một nửa. Anh biết rồi. Mày cứ đi theo anh thế làm sao mà anh ăn được? Bé rồi đấy, còn để cho em nữa. Anh biết rồi. Để xem chân mày nhanh hơn hay mồm anh nhanh hơn. Anh ăn xong chưa? Phần nửa của em đâu? Phải em à? Sao có một cái cây thế? Phần của em đâu? Vẫn ngọt trong mồm đây này, anh đã luôn hay không? Để anh lấy ra cho nhá. Kinh quá, anh đúng là đồ xấu xa, đồ tham ăn, đồ gì nữa? Anh đứng đây đợi em đấy. Nếu mà mình đứng đây đợi à? Hay là nó lấy đồ ăn gì cho mình ăn tiếp nhỉ? Đợi thì đợi. Đau quá. Tưởng làm gì? Mà ra là về với anh chị à? Bé thế này nhá, quật cho một cái là ngã luôn. Đau quá. Đau quá. Người bé tí thế kia mà khỏe thế. Bé như thế này mà không lo học hành cẩn thận, suốt ngày bắt nạt em của chị. Được rồi, chị sẽ cho lên công an, nhốt bỏ tù luôn. Ôi chị ơi, thôi em xin lỗi. Chị ơi, em xin lỗi mà. Chị ơi, em không muốn đi tù đâu. Đây, em trả tiền này. Này, Khánh Linh cầm lấy đi, đi mua xúc xích khác đi. Từ từ đã. Sao thế, em trả tiền rồi mà. 10.000 là 10.000 thế nào? Bắt nạt và lấy đồ ăn của Khánh Linh bao nhiêu lần rồi? Phải đưa 100.000 đây, nhanh lên. 100.000? Trời ơi, chị để ăn cướp à? Cho em biết cảm giác bị ăn cướp như thế nào. Đưa tiền đây hay là lên công an.
Khoan khoan, chị đừng nóng. Đây, em có 100 nghìn đây, em đưa tất cho chị này. Biết điều thế là tốt. Nhưng mà chị phải đưa 10 nghìn đây cho em. Em phải nhớ từ giờ không được bắt nạt bạn nữa được chưa? Từ lần sau chị mà thấy nữa là chị cho lên công an đấy. Em biết cầm rồi. Cầm đấy, đi về đi. Vâng vâng, em chào chị ạ. Khánh Linh ơi, có tiền rồi. Bây giờ chị cho em đi mua xúc xích nhá. Vâng ạ. Đi thôi. Chị ơi, nhưng mà người ta bán ra xúc xích rồi. Hay để mai chị mua cho em nhá. Nhưng mà em thích ăn ngay bây giờ. Bây giờ người ta bán hết rồi. À, hay là chị sẽ lấy 100 nghìn này mua đồ về làm xúc xích Thượng Hạng cho em ăn. Em có thích không? Xúc xích Thượng Hạng à? Em thích lắm. Được rồi, bây giờ chị em mình đi mua đồ về làm thôi. Vâng ạ. Đi thôi. Wow, chị Tư Vi ơi, sao chị mua nhiều đồ đấy? Những cái đồ này chị mua về để làm xúc xích Thượng Hạng cho Khánh Linh ăn. Xúc xích Thượng Hạng là như thế nào hả chị? Xúc xích Thượng Hạng gồm có xúc xích lông xoáy, xúc xích phô mai chiên xù và xúc xích mì tôm chiên giòn. Ê, thích cá, thích cá. Món ăn đầu tiên chị em mình sẽ làm đó là xúc xích lốc xoáy. Nguyên liệu gồm có xúc xích, có trứng nữa này và bột chiên xù. Trước tiên chị sẽ phải nấu qua xúc xích. Bây giờ chị sẽ tạo hình cái xúc xích thành một chiếc xúc xích lốc xoáy nha. Chị sẽ lấy một cái đũa xiên vào giữa cái xúc xích này. Chị sẽ cắt để tạo hình lốc xoáy nha. Sau khi tạo hình lốc xoáy xong, bây giờ chị sẽ lấy một cái tăm xiên xiên vào giữa cái xúc xích nhá. Xong rồi này. Bây giờ chị sẽ đi chuẩn bị bột để chiên xúc xích lốc xoáy này lên nhá. Chị sẽ đập hai quả trứng này ra. Sau đó chúng mình sẽ đánh đều trứng lên nhá. Bây giờ chị sẽ xay bột chiên xù nhá. Chị sẽ nhúng xúc xích vào trứng, sau đó sẽ nhúng sang bột chiên xù. Chúng mình sẽ nhúng qua nhúng lại 2 lần. Dầu đã nóng rồi này các em. Bây giờ chị sẽ thả xúc xích vào chiên nhá. Chị sẽ lật từng cái để cho xúc xích chín đều nhá. Wow, chị Tư Vi ơi, em ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Wow, Khánh Linh ơi, chín rồi này. Bây giờ chị sẽ cắt ra đĩa nhá. Giống hệt một cái lớp xoáy luôn. Đẹp không? Vậy là chị đã hoàn thành xong món xúc xích lốc xoáy rồi này. Bây giờ chị sẽ làm món thứ hai, đó là xúc xích phô mai chiên xù. Nguyên liệu của chúng mình bao gồm xúc xích, trứng, bột mì, bột chiên xù, sữa không đường và men nở. Chị sẽ cho bột mì ra bát này. Sau đó sẽ cho trứng vào. Cho hai quả trứng nha. Quả thứ hai này. Chị sẽ cho luôn sữa tươi không đường vào nha. Tiếp theo là men nở. Chị sẽ cho thêm một chút muối và một chút đường nha. Vừa nãy chị giới thiệu còn thiếu một nguyên liệu cực kỳ quan trọng luôn, đó là phô mai. Bây giờ chị sẽ cắt phô mai cùng với xúc xích nha. Chị sẽ cắt đôi cái xúc xích này ra. Cắt phô mai cho bằng với cái miếng ngang xúc xích này nha. Cắt làm 4 này. Bây giờ chị sẽ nhúng từng cây xúc xích và cái bột chị vừa chế biến này. Sau đó sẽ nhúng sang bột chiên xù. Sau khi lăn bột xong rồi, chị sẽ cho vào để chiên nha. Đặt từng cái vào nha. Chị đang ngửi thấy mùi thơm rồi đấy. Wow, các em ơi nhìn này, chị đã chiên chín rồi đấy, nhìn vàng chưa? Wow, gần đẹp bằng ngoài hàng rồi đấy các em ạ. Để cho ra đĩa này. Thơm quá, Khánh Linh ơi. Khánh Linh đâu mất rồi? À, chắc là Khánh Linh đợi chị lâu quá cho nên chạy đi chơi mất rồi. Thôi được rồi, còn một món nữa, chị sẽ làm xong hết rồi gọi Khánh Linh về ăn. Bây giờ chị sẽ làm món cuối cùng, đó là xúc xích mì tôm chiên giòn. Chị sẽ đổ bột chiên giòn ra, cho một chút men nở này. Sau đó sẽ cho trứng và sữa.
Gói mì tôm này chị sẽ làm cho nó vụn ra. Chị sẽ nhúng từng cây xúc xích vào bột chiên giòn chị đã chế biến vừa nãy, sau đó sẽ nhúng sang mì tôm nha. Vậy là mình đã hoàn thành xong 3 món xúc xích thượng hạng rồi này. Yeah. Bây giờ mình sẽ gọi Khánh Linh về và hai chị em mình cùng ăn nhá. Khánh Linh ơi, Khánh Linh. À, chị Tư Vi là ngon nhá. Hai chị em mình sẽ ăn từng món một nhá. Bây giờ Khánh Linh đi ăn món nào trước nào? Này trước. Được rồi, mỗi chị em một cái. Cho Khánh Linh một cái này. Đây là món xúc xích phô mai chiên xù. Bây giờ hai chị em mình sẽ ăn nha. Khánh Linh ăn trước đi. Vâng ạ. Chị cũng ăn này. Ngon quá. Ngon quá các bạn ơi. Ở bên ngoài có lớp chiên xù rất là giòn luôn. Ở bên trong phô mai thì rất là dẻo nha. Ăn ngon lắm các em ơi. Ăn một miếng nữa nào. Ngon quá. Wow, ngon quá. Bây giờ chị em mình sẽ ăn đến xúc xích lốc xoáy đi. Vâng ạ. Ngon quá. Chị cũng sẽ ăn này. Chấm vào tương cà nha. Xúc xích dai dai. Cái bột ở ngoài thơm nhở Khánh Linh nhở? Vâng ạ. Chị thì ngon rồi. Ngon quá. Khánh Minh ơi, chị thấy ăn cái xúc xích này đỡ ngấy hơn cái xúc xích phô mai vừa nãy đúng không nhở? Vâng ạ, em cũng thấy thế. Tại vì vừa nãy có phô mai nên là hơi ngấy một chút nhở? Vâng. Bây giờ hai chị em mình sẽ ăn món cuối cùng, đó là xúc xích chiên giòn. Giòn đúng không? Giòn quá, chị đưa đi. Chị ăn thử xem nào. Đúng rồi. Lớp ngoài có mì tôm, khi mình chia lên sẽ rất là giòn đúng không nhỉ? Vâng ạ. Ngon quá. Vậy là hôm nay chị và Khánh Linh đã thưởng thức 3 món xúc xích thượng hạng ngon tuyệt vời luôn các em ạ. Các em thấy món nào ngon thì hãy comment phía dưới để chị được biết nhá. Video đến đây là hết rồi, chào tạm biệt các em. Các em ơi, Minh Khoa TV là kênh mới của Minh Khoa. Các em hãy ủng hộ Minh Khoa bằng cách nhấn vào đăng ký và chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn nhé. Đăng ký đi, chăn chờ chị.